Cùng mình review xem len Miu Cotton Mark Den giá sinh viên sẽ như thế nào nha. Đầu tiên, về các thông số cơ bản thì dòng len này có khối lượng 50g một cuộn, chất liệu từ cotton, cỡ kim móc kim đan sẽ từ 2.5 đến 3mm. Tiếp theo mình sẽ nói về ưu điểm của dòng len này. Ưu điểm đầu tiên chính là giá tiền. Len này trên thị trường khoảng 10.000 một cuộn, một cái giá khá rẻ. Ưu điểm thứ hai cũng giống với các dòng Susan bên mình, chính là sự đa dạng về màu sắc. Len Miu Cotton Mark Den này có tới 86 màu. Ưu điểm thứ ba chính là khi cầm nắm thì mình thấy nó khá mềm mại và êm tay. Vậy nhược điểm của dòng len này là gì? Nhược điểm đầu tiên có thể nói đến là sợi của dòng len này được xe khá lỏng. Các bạn có thể thấy mình chỉ cần đẩy nhẹ là các đường xoay sợi sẽ bung ra ngay. Với nhược điểm này thì khi đan móc có thể dẫn tới tình trạng tơ sợi và khi hoàn thiện thì sản phẩm sẽ bị bay nhão mất form. Nhược điểm thứ hai là độ xù của sợi khá lớn, sản phẩm hoàn thiện dễ bị xù và rổ lông. Sau khi đánh giá mình cũng móc thử vài mũi và chấm điểm cho dòng len Miu Cotton Mark Den này là 5.5 trên 10 điểm và vì giá của nó khá rẻ nên cộng thêm một điểm nữa là 6.5 điểm nha. Bên mình hiện tại có bán len chiết Susan Family 4. Các bạn muốn dùng len chất lượng cao mà lại tiết kiệm chi phí thì có thể thử ngay nha.